Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kỳ học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện cùng nhau chữa đề thi GRP N2, phần thi Mojigoi nhé. Đầu tiên là môn đài 1, môn đài cách đọc của chữ Hán. Câu 1 này. Futari wa nanyani suwatta? Hán tự đây là chữ ly đúng không? Như vậy chữ ly sẽ đọc là hanarete. Đáp án đúng là ichi số 1. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Cách nhau, tách nhau, tách xa nhau này. Hai người đã ngồi cách nhau, đã ngồi xa nhau. Số 2, wakarete. Hán tự sẽ là chữ phân đúng không? Hoặc là chữ biệt. Đấy. Số 3, kakurete. Chúng ta sẽ có đây là chữ ẩn này, có nghĩa là trốn, ẩn dấu. Hazurete là chữ ngoại nhá, bung tuột. Tiếp theo câu số 2. Nani ka yoi nanani yo arimasu ka? Hán tự của chúng ta là chữ xí và chữ hoạch hoặc là chữ họa. Các bạn lưu ý cái chữ thứ hai nó có hai âm Hán Việt, mặc dù được học ở N4 rồi, nhưng mà nó sẽ khiến cho nhiều bạn bị bối rối bởi vì nó có hai cách đọc là ca cự và ga đúng không nhỉ? Thì mọi người lưu ý này, khi nó đọc là ga ấy, đấy, thì thông thường cái âm Hán Việt chúng ta dùng sẽ là họa, họa là vẽ đúng không? Thì những cái trường hợp nào mà mang tính chất liên quan đến hình ảnh thì sẽ đọc là ga nhé. Ví dụ các bạn có này, từ gì nhỉ? Ega là phim đúng không nhỉ? Hay là gì nhỉ? Kaiga hội họa này, đó. Hay là gazo này, hay là gamen. Tất cả những từ này đều mang tính chất liên quan đến hình ảnh, thì khi đó nó sẽ đọc là ga. Còn khi nó có âm Hán Việt ca cự, tức là hoạch ấy, thì chúng ta sẽ đọc là ca cự. Ví dụ những từ nào trong tiếng Việt mình có, ví dụ chúng ta có từ kê ca cự là kế hoạch, thì mình sẽ phải đọc là ca cự chứ không phải là ga này đúng không nhỉ? Hoạch định này, ca cự tê. Và trong trường hợp này là ki ca cự. Đấy, ki ca cự. Như vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là số 2. Có cái gì nhỉ? Có cái kế hoạch, có cái phương án nào tốt không? Từ si ca cự, có rất là nhiều từ đọc là si ca cự. Có thể là dùng chữ thị giác, chữ tư cách, hoặc là tứ giác. Ki ga hay là si ga thì không có những cái từ mà quen thuộc chúng ta hay dùng. Câu số 3. Nani nani kakuni o onegai shimasu. Hán tự là chữ tái và chữ độ. Thì chắc chắn chúng ta biết chữ tái đọc là sai và chữ độ đọc là độ không trường âm đúng nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ có từ này sẽ đọc là sai độ. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là nhi bằng. Từ sai độ này là một cách nói cứng hơn của từ môi chi độ nhá. Nghĩa của nó chính là môi chi độ. Đấy, có nghĩa là một lần nữa, vui lòng xác nhận lại một lần nữa. Tiếp theo câu số 4. Totemo nanani napati datta. Chúng ta có cái từ người ta gạch chân là từ từ vựng dưới dạng tính từ đuôi na của chữ hòa, một kanji của N3. Nhưng mà cách đọc này cũng là một cách đọc tương đối là khó. Thì chữ hòa này sẽ có cách đọc âm khơn trong trường hợp này là Nagoya ka. Nagoya ka có nghĩa là thân mật, ấm cúng, nó để chỉ một cái không khí, một cái bữa tiệc. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 3, Samba. Samba Nagoya ka. Ấm cúng thân mật nhá. Đó là một bữa tiệc rất là thân mật ấm cúng này. Các từ còn lại ví dụ chúng ta có số 1, Odaya ka. Odayaka là chữ ổn, có nghĩa là điềm đạm, ổn định. Dùng cho thời tiết, tính cách con người hoặc là mặt biển lặng sóng cũng có thể dùng chữ Odayaka này. Sawayaka là chữ sảng, dễ chịu, sảng khoái này. Số 4, Niyaka, ồn ào, ầm ĩ. Đây. Nói thêm một chút về cái chữ hòa này, ngoài cái cách đọc là Nagoya ka ra
là dạng tính từ đuôi na thì nó sẽ có động từ là nagomu. Đấy, nagomu này. Tức là cái không khí nó thân mật, nó trở nên không căng thẳng. Hoặc là cái dạng động từ nó còn có cái đọc khác nữa cơ bạn, đó là yawaragu nhá. Yawaragu có nghĩa là nguôi ngoai, chẳng hạn như là itamigo yawaragu có nghĩa là cái cơn đau nó vơi đi, nó nguôi ngoai, dùng cho những khái niệm như là cảm xúc tâm trạng tiêu cực vơi bớt thì dùng cái từ này. Có thể người ta sẽ hỏi lại, các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo câu số 5, computer để data nani ni shita, Hán tự là chữ sử và chữ lý đúng không? Như vậy chữ sử âm Hán Việt là ư thì sẽ không có trường âm, đọc là shori. Đúng, ở đây sẽ là số 4, nghĩa là xử lý luôn. Đã xử lý dữ liệu bằng máy tính. Các phương án còn lại chúng ta có số 2 này, shori. Đây là chữ thắng và chữ lợi, có nghĩa là thắng lợi. Số 3, shuri, là tu lý, sửa chữa. Tiếp theo sau môn đai 2 là môn đai nhận diện mặt chữ. Câu 6 này, Ashita 10 giờ ni mukae ni ikimasu, đọc là mukae. Như vậy động từ sẽ là mukaeru. Chữ Hán là chữ nghênh đúng không? Chúng ta xem chữ nào là nghênh nhá. Số 1 là chữ gì nhỉ? Đây là chữ chiêu. Chữ chiêu trong từ chiêu đãi. Cái này có âm cơn sẽ phải đọc là maneku. Đấy, maneku, maneki chứ không phải là mukae này. Số 2 đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ ngưỡng trong từ ngưỡng mộ. Đấy, cái này đọc là aogu. Aogu. Số 3, đúng rồi. Số 3 đây là chữ gì đấy? Số 3 đây là chữ ngành mukaeru. Ở dạng bỏ mát sự đi này. Ngày mai thì tôi sẽ đi đón lúc 10 giờ. Số 4, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ thiệu trong từ shokai đúng không? Từ này không có âm kunyomi nhá. Đây, thiệu giới, giới thiệu này. Câu số 7, câu này có thể sẽ có một số bạn nhầm. Sakamoto-san wa kaigo no shigoto o shiteiru. Anh chị Sakamoto ấy làm công việc kaigo. Kaigo chúng ta sẽ có nó là công việc điều dưỡng, chăm sóc đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ thấy chữ Hán để đọc là kai thì phải là số mấy? Các bạn sẽ chắc chắn loại đi được 1 và 4 đúng không? Bởi vì là đây là chữ chữ khán. Khám thì đọc là can đúng không nhỉ? Vậy là chúng ta sẽ có 2 hoặc là 3. Đằng sau chúng ta sẽ cần chữ đọc là gộ, là chữ hộ thì phải là số 2. Các bạn loại được số 3 nhé, bởi vì đây là chữ hoạch. Đấy. Kai gộ có nghĩa là điều dưỡng, chăm sóc. Số cái chữ hoạch này đọc là ca cự, ví dụ các bạn có trong từ siêu ca cự cũng là một từ vựng của N2. Có thể người ta sẽ hỏi lại các bạn. Còn số 4 ấy, từ này cũng tồn tại và mang nghĩa tương tự. Đây, chữ này là chữ kango. Đây, nó đọc là kango. Trong từ kango, kangoshi có nghĩa là điều dưỡng y tá này. Tiếp theo, câu số 8. Cáp và sáo onaji keito no iro de soroeta. Đọc là keto. Nếu mà các bạn nhìn vào cái Hán tự ấy thì chữ hệ hay là chữ hình đều là kê, chữ đẳng hay là chữ thống đều là tô, nhưng mà để tồn tại cái từ đó sẽ là từ hệ và thống. Đấy, ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là một nhá, keto có nghĩa là hệ thống. Đây là sắp xếp tập hợp cái cáp bự, cái cốc và cái đĩa nó có màu cùng hệ với nhau đúng nhỉ, chẳng hạn như là những cái màu như là màu đỏ, màu cam, màu vàng đấy, hay là những cái màu xanh dương, rồi thì màu xanh da trời đậm một chút hay nhạt đi một chút, thì người ta gọi những màu đấy là những màu nó giống giống nhau, nó cùng hệ với nhau, chứ không phải là những cái màu nó khác biệt nhau hẳn. Đấy, chẳng hạn như là màu đỏ với màu xanh thì nó cũng không liên quan gì đến nhau nhá. Đúng, đây phải là số 1, không phải là số 2 là hệ đẳng này, hình thống hay là hình đẳng là không chính xác.
Câu số 9. Furushimbunya hon wo himo de tabaneta. Tabaneru là chữ thúc, có nghĩa là buộc lại, đúng không? Đúng, đây là 4 này. Buộc sách và báo cũ bằng dây. Các từ còn lại, ví dụ như là số 1, đây là chữ kết. Chữ kết này sẽ có âm kunyomi là musubu, có nghĩa là buộc. Số 2 là chữ thu, đúng không? Này phải đọc là osameru này. Thu được. Số 3, đây là chữ bao, bao bọc, bao trùm, ôm lấy, đây là tsutsumu. Từ cuối cùng, câu số 10. Chuchogo hiyo no seisan o shita. Chúng ta để ý tất cả đằng sau đều là chữ toán, người ta thay đổi cái chữ đằng trước, đúng không? Chữ thỉnh, chữ chế, chữ tinh và chữ chế này. Thì đúng ở đây chỉ có từ số 3 là tồn tại nhé. Seisan có nghĩa là tính toán, đúng nhỉ? Sau khi đi công tác, sau chuyến công tác ấy, thì tôi đã tính toán các loại chi phí, không phải là thỉnh, chế hay là đây nhá, đều được không chính xác. Đúng phải là 3. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai Gokese. Câu 11 này. Keigaku no mama hajimeru no wa yameta hou ga ii. Đây là một câu người ta khuyên nhủ là nên dừng cái việc mà bắt đầu làm trong khi gì đó. Người ta cho từ keigaku là kế hoạch. Đấy. Các từ ở phương án sẽ là chữ bất, chữ phi, chữ vô và chữ phản. Thì đi với lại kê các cự ấy, nó phải là chữ gì? Nó phải là chữ vô, đúng không? Đấy. Mư kê các cự có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là không có kế hoạch. Bỏ ngay cái việc bắt đầu một cái gì đó mà không có lập kế hoạch trước đi, làm một cách gọi là không có trình tự, không có quy trình, không có chuẩn bị trước gì cả. Đấy, thì phải dùng cái này nhá. Các bạn bắt buộc phải nhớ cái dạng cố định. Chúng ta sẽ ôn một chút về những cái từ còn lại xem là biết đâu người ta sẽ hỏi lại. Đầu tiên là chữ bất. Chữ bất này sẽ có hai cách đọc ở dạng ghép từ này. Ví dụ nó sẽ đọc là phư. Đấy, chẳng hạn như là phư kê ki này, đúng không? Có nghĩa là suy thoái kinh tế. Phư si gen. Từ này chắc là các bạn rất quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Không tự nhiên. Phư Fukano đúng không? Không thể, không có khả năng này. Nó còn đọc là bư, ví dụ trong từ Bukiyo có nghĩa là không khéo léo này. Đấy. Busaho. Đây, nó có hai cái đọc là nó đọc là Busaho thì có thể là cả chữ vô lẫn chữ bất đều được. Linh tinh bừa phứa. Số 2 chúng ta có chữ phi. Chữ phi sẽ dùng trong những trường hợp nào? Ví dụ như là hijoshiki đúng không nhỉ? Có nghĩa là không có kiến thức thông thường này. Hay là hikoshiki không chính thức này. Hikokai không công khai. Đấy. Đọc là khi nào thì dùng chữ vô? Chữ vô sẽ được dùng trong những cái trường hợp diễn tả là không có cái đó, chẳng hạn như là muishiki vô ý thức, mukanke kankegaanai không có liên quan đúng không, mukanshin không có quan tâm, hay là musekinin vô trách nhiệm. Số 4 là chữ phản. Chữ phản chúng ta sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Ngược lại, chẳng hạn như là mpire này. À xin lỗi, phản phải là han chứ. Hampire. Đấy. Tỷ lệ ngược hay là gì nhỉ? Hansekai-teki. Chống đối xã hội này, phản lại xã hội. Hay là han dokemawari. Ngược chiều kim đồng hồ. Quay ngược chiều kim đồng hồ đó, như vậy đúng đây phải là số 3. Các bạn lưu ý thêm những cái thông tin bổ sung này nhé, có thể người ta sẽ hỏi lại. Câu số 12. Ayashi meru ga todoita toki ni wa meru no
送信確認するようにしている。Khi mà có một cái email lạ được gửi đến ấy, thì tôi luôn luôn cố gắng xác nhận cái soshin. À, chắc chắn là soshin này sẽ phải đi với từ số 1 đúng không? Soshin moto có nghĩa là gì nhỉ? Cái người gửi, cái nơi gửi cái email đó. Đấy, đúng đây chúng ta sẽ phải chọn một nha. Còn không phải những chữ như là chữ nguyên, chữ căn hay là chữ tố. Chữ mô tô này nó sẽ có hai trường hợp dùng ở trong phần Google KC. Thứ nhất là nó đứng đầu làm tiếp đầu ngữ đấy, nó chỉ đó là cái gì nhỉ, đó là cái đối tượng mà trước đây từng như vậy nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Chẳng hạn chúng ta có từ mô tô siêu trộm đúng không, nguyên thủ tướng này, cựu thủ tướng này, mô tô ca siêu này, cựu ca sĩ này đúng không, hay là mô tô sư mẫu vợ cũ này. Từ các bạn rất là quen thuộc đấy là mô tô ca nô dụ là người yêu cũ đấy. Còn khi nó đứng sau nhá thì nó dùng như là cái ví dụ của chúng ta, chẳng hạn như là soshin mô tô người gửi này, hay là shuse mô tô đúng nhá, cái nơi chỉnh sửa. Số 2 là chữ nguyên. Chữ nguyên này sẽ đứng đầu để tạo ra cái gì, để tạo ra cái dạng thức chẳng hạn như là gen giai điều này, nguyên vật liệu. Số 3 này, đây là chữ căn. Chữ căn này thì thường ít tạo ra dạng ghép như thế này mà thường là đi trong từ vựng nhiều hơn. Số 4 là chữ tố. Chữ tố này sẽ có đứng trước và đứng sau nhá. Đứng trước ví dụ các bạn sẽ thấy nó mang tính chất là trần, chẳng hạn như là chúng ta có sư a-si là chân trần này đúng không, sư đê tay không tay trần đúng nhỉ, sư ha-đà da trần này, sư gao mặt mộc đấy, mặt không trang điểm. Còn khi nó đứng sau ấy nó diễn tả chất, chẳng hạn như là eo eoso có nghĩa là chất dinh dưỡng, dokuso là chất độc độc tố này đấy, hay là những cái từ liên quan đến cái chất bình thường chúng ta hay gặp ví dụ như là sanso chẳng hạn, đây là khí oxy nhá, hay là suiso là khí hydro này, hay là gì nhỉ, chiso là khí nitơ vân vân. Câu số 13, この国では農家の働き何々が減少している。Chữ người ta cho sẽ là chữ nhan, chữ thủ, chữ túc và chữ quản. Ở đây chúng ta sẽ có từ ghép là hatarakite đúng không nhỉ? Đúng là số 2, có nghĩa là người lao động đúng không? Đấy, hoặc là nhân lực. Ở đất nước này thì cái người làm việc, cái người lao động ở trong lĩnh vực nông nghiệp đang giảm đi. Chúng ta sẽ có chữ thủ này khi nó đứng sau một từ tạo mang cái nghĩa là người làm cái điều đó, chẳng như là kakite là người viết, yomite là người đọc. Hay là kaite là người mua. Những cái từ còn lại thì nó không tạo ra cái từ ghép thường dùng cho nên là chúng ta sẽ lướt qua luôn nhá. Đúng đây phải là số 2. Tiếp theo câu môn đai 4 là môn đai từ vựng. Tìm từ vựng phù hợp. Câu số 14 này. このスーパーは店の前に車を止める何々がないスペースアフロステージはフロント。Cái siêu thị này không có cái gì đó để đỗ ô tô ở trước, ở phía trước cửa hàng. Đây, vậy thì chúng ta thấy sẽ có không có cái gì. Số 1 là space là không gian. Tiếng Anh của nó là space đúng nhỉ? Không có không gian. Đúng rồi, không có không gian, không có khoảng để đỗ xe. Hợp lý nhá. Ichiban là chính xác. Hint của chúng ta sẽ là space ga nai, space ga aru đúng nhỉ? Và không gian để làm gì? Không gian để đỗ ô tô. Số 2. Afuro. Afuro là gì nhỉ? Xoăn đúng không? Dùng để diễn tả cái tóc xoăn hoặc tóc quăn ấy, đấy. Afro hair. Stage, stage là sân khấu này hoặc là công đoạn.
Số 4 là frontal, có nghĩa là quầy tiếp tân, không phải. Câu 15. Elevator ni ijō ga nai ka teki teki ni nani nani shiteiru. Sankan kenshin kansoku tenken. Tôi làm gì đó một cách định kỳ để xem là cái thang máy nó có cái gì bất thường không. Từ đầu tiên là tham quan đúng không? Hán tự là tham quan và nó mang nghĩa là tham dự đúng nhỉ? Đấy, hoặc là dự giờ. Nó sẽ có cái dạng thức hay dùng nhất đó là cái việc dự giờ giờ học ấy. Đấy, chẳng như là Jūgyō sankan suru. Đấy, dự giờ học này hay là sankan kai. Cái buổi mà có phụ huynh đến dự giờ ở lớp học của các con thì dùng chữ này nhá. Thường liên quan đến lĩnh vực học tập. Từ số 2 là kenshin, hán tự là chữ kiểm và chữ chẩn. Thầy có chữ chẩn này thì chắc chắn là chúng ta đoán là liên quan đến khám bệnh đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ có là gì nhỉ? À. Câu này có thể sẽ là nhiều bạn sẽ chọn vì thấy cái từ teki teki là định kỳ thì khám bệnh cũng có thể đi được với từ teki teki đó. Chúng ta sẽ có teki teki ni kenshin suru, có nghĩa là khám định kỳ này. Nhưng vấn đề ở đằng trước nó dùng erebeta thì không thể dùng được. Cái này dùng cho khám sức khỏe của người, đúng nhỉ? Đấy, hay là khám gì đây? Khám shika kenshin, khám răng định kỳ này. À, khám răng này, đúng không? Hay là khám gan, khám ung thư. Số 3, kan soku. Hán tự là quan và trắc, có nghĩa là quan trắc đo đạc. Chúng ta rất là quen thuộc với trường hợp là quan trắc các cái thiên thể đúng không nhỉ? Đấy. Thiên thể vũ trụ này. Tên tai kan soku nhá, hay là quan trắc khí tượng đúng không? Kisho kan soku. Số 4 là tenken, hán tự là điểm và kiểm. Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng cái này chắc là kiểm điểm theo nghĩa của tiếng Việt, nhưng mà nghĩa tiếng Việt mình nếu mà dùng từ kiểm điểm thì dùng chữ hanse. Đây, cái từ mang nghĩa là kiểm điểm tiếng Việt phải là chữ hanse này. Đấy, kiểm điểm lại bản thân. Còn chữ điểm và chữ kiểm này ghép với nhau ấy, nó có nghĩa là kiểm tra máy móc thiết bị để xem là nó có cái gì bất thường hoặc là cái gì không tốt không. Đấy, thông thường sẽ đi kèm với lại những từ diễn tả máy móc thiết bị, chẳng hạn như là kuruma, ô tô này, hay là công cụ này đúng không nhỉ? Kikai này, máy móc này, hay là elevator, escalator, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy dấu hiệu là kiểm tra cái elevator, cái thang máy đúng không nhỉ? Đúng nhất ở đây phải là số 4. Tiếp theo câu số 16. Camera を向けると子供たちは何々笑った。Sau khi tôi hướng máy ảnh đến ấy thì bọn trẻ nó cười. Ở đây chúng ta thấy có từ warata là cười, vậy thì cười gì nhỉ? Sapari, Nikodi, Pika Pika hay là Hoka Hoka? Đây phải là cười Nikodi đúng không? Cười tủm tỉm này. Cái này là từ tương tự như là từ Nico Nico, có nghĩa là cười tủm tỉm nhá. Sẽ là đi cố định với nhau. Còn các từ còn lại thì không đúng. Ví dụ từ đầu tiên là Sapari, từ Sapari này rất là nhiều nghĩa. Đấy. Sapari này có nghĩa là có thể nghĩa là sảng khoái. Chẳng hạn như là Kao arate saparishita chẳng hạn. Sau khi tôi rửa mặt xong thì tôi rất là sảng khoái. Hay là có nghĩa là nhạt. Chẳng hạn như Sapari, đây này viết ra này. Sapari tosta aji. Cái vị nhạt nhá. Sapari còn mang nghĩa là hoàn toàn. Sapari wasureta, quên hoàn toàn, quên hết rồi. Đấy. Sapari còn mang nghĩa là mặt ta cự, hoàn toàn đi với phủ định. Sapari da mẹ, đúng nhỉ? Hoàn toàn không được. Từ số 3, pika pika. Pika pika là lấp lánh đúng không? Hoặc là bóng loáng, sáng bóng. Chẳng như là chúng ta có là hoshiga đúng không nhỉ? Hoshiga pika pika to matataku, những cái ngôi sao nó nhấp nháy đúng không nhỉ? Đấy.
Rồi thì sàn nhà như cáo pika pikato. À, trường này nó dùng như một tính từ, sẽ dùng trợ từ nhị nhị migaku, có nghĩa là lau hoặc là cọ sàn nhà cho nó sạch bong sáng bóng lên ấy. Đấy, thì dùng như thế này, hoặc có thể dùng với trường hợp là những cái thứ mới tinh chẳng như là pika 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 kagự chẳng hạn, những cái món đồ nội thất mà mới tinh chúng ta nhìn như kiểu là nó phát ánh sáng bóng loáng. Số 4 là hoka hoka là nóng hổi, hay dùng để chỉ món ăn nhé, chả như là hoka hoka tosta meshi này, cơm nóng hổi, có thể dùng dạng động từ hoặc là dạng tính từ đôi na. Hoka hoka na yakiniku, thịt nướng nóng hổi. Đấy. Câu 17. Kyo no umi wa nami ga takaku, fune ga yureta se de kibun ga warui waruku naru hito ga nani nani shita. Thì câu này thì các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc, bởi vì đã từng được ra ở trong đề các năm trước rồi. Đặc biệt là có một năm đã CC đã chữa cái phần này rồi đúng không nhỉ? Khi mà có xuất hiện cái từ gọi là những người mà gặp tình trạng nào sau đó ấy, thì chúng ta sẽ chọn được luôn đáp án đúng sẽ là gì đây nhỉ? À, đáp án đúng sẽ là số 2. Do cứ sư tử đúng không? Đấy. Có nghĩa là xảy ra liên tiếp, xuất hiện liên tiếp cái tình trạng như thế. Biển hôm nay thì sóng cao, và tại vì thuyền nó dập dìu, nó dao động, cho nên là xuất hiện liên tiếp những cái người mà bị khó chịu, chẳng như là bị nôn nao, bị say sóng đấy nhá. Thì đúng ở đây phải là số 2. Từ số 1 đọc là gì nhỉ? Từ số 1 đọc là Joko. Đây. Joko này, số 2 đọc là Jokushutsu. Số 3 là Jizoku. Số 4 là Keizoku, kế tục. Từ đầu tiên ấy là Joko, nó có nghĩa là tiếp tục tiến hành một cái việc gì đó, chẳng hạn như là tiếp tục tiến hành trận đấu này, CI này, tiếp tục tiến hành xô xạ này, tìm kiếm này. Đấy, nó sẽ đi với trợ từ nhá, nó một tha động từ đi với trợ từ hộ. Từ số 2 là Jokushutsu, cái này thì đã từng giảng rồi nhưng mà nói lại luôn, nó sẽ là những cái tình trạng mà xảy ra liên tục, hoặc là những cái người nào đó xuất hiện rất nhiều, chẳng hạn như là ví dụ này chẳng hạn đúng không nhỉ, những người mà bị khó chịu đấy, hay là ở cái ví dụ của cái đề khác đã từng ra thì người ta lấy ví dụ là những cái người mà bị ốm đấy, bị bệnh đấy. Ngoài trường hợp như vậy thì nó còn có dùng với lại những cái tình trạng chẳng hạn như là tai nạn này, sự cố này, đấy, hay là handrom, cái phản bác nó xảy ra liên tiếp cũng có thể dùng được nha. Trợ từ sẽ là trợ từ gấp, là một cái tự động từ. Số 3 là jizoku, cái từ này có nghĩa là duy trì, kéo dài một cái tình trạng nào đó. Cái này nó được dùng cả như là một tự động từ lẫn tha động từ. Chẳng hạn như là cái yako đúng không? Kusuri no kono, cái hiệu năng của thuốc, cái hiệu quả của thuốc, nó kéo dài ấy, thì chúng ta dùng như là một tự động từ. Đấy, nó giống như là Nagatsuzuki đấy. Còn dùng với tha động từ thì nó mang nghĩa là kéo dài một cái gì đó này, chẳng như là kanke đúng không? Kankeo jizoku suru, kéo dài mối quan hệ. Từ số 4 là kế tục, có nghĩa là tiếp tục một cái gì đó. Thông thường các bạn hay dùng dạng là keizoku shite v nhá, có nghĩa là chúng ta tiếp tục làm v. Kezokushite okonau là tiếp tục tiến hành, tiếp tục thực hiện. Đấy. Hoặc là gì nhỉ? Keyaku wo kezoku suru, tiếp tục hợp đồng, vân vân. Tiếp theo câu số 18. Ryori chiu ni kushami wo shitara komuhiko ga nanani shimatta. Trong lúc nấu ăn thì tôi hắt hơi và cái bột mì nó làm sao đấy. Chúng ta cùng xem các từ người ta cho. Đầu tiên là tobitatte. Tobitatte.
Tobitate có nghĩa là bay lên, phóng lên, nó dùng cho máy bay chẳng hạn. Đấy. Không đúng đúng không? Số 2 là gì nhỉ? Số 2 là Tobi Agate có nghĩa là nhảy cẫng lên. Chẳng hạn như là nhảy cẫng lên vì vui sướng chẳng hạn. Không dùng. Trong trường hợp bột mì nhá. Tobi Chite có nghĩa là bay tung tóe, bắn tung tóe, đúng rồi, nó dùng cho gì nhỉ? Nó dùng cho những cái chất dạng bột. Đấy. Như là bột mì, komugiko này, kona bột nói chung này, ca phân phấn hoa vân vân. Đúng ở đây sẽ phải là số 3. Và hint tội sẽ là komugiko, bột mì. Số 4 là Tobi Odite. Từ này mang nghĩa là nhảy xuống. Không phải. Câu 19. Watashi wa daigaku o sotsugyo shitara nanani ni modotte jikka no chikaku de shushoku shitai to omou. Tôi sau khi tốt nghiệp đại học ấy thì tôi muốn trở về gì đó và tìm việc ở gần nhà. Chúng ta cùng xem các từ nhé. Từ đầu tiên là jimoto. Đây là jimoto. Jimoto là địa phương. À, chính xác luôn đúng không? Số 1 là đáp án đúng. Trở về địa phương. Jimoto ni modoru. Hint tội của chúng ta sẽ là ni modoru và jikka no chikaku de là hint tội tiếp theo này. Từ số 2, Hán tự là căn nguyên, cái này đọc là kongen. Có nghĩa là nguồn gốc gốc rễ của một cái gì đó, đúng không? Chẳng hạn là bunme no kongen, cái nguồn gốc gốc rễ của nền văn minh này. Đấy, hay là funso no kongen. Đây. Bunme nhá. Gốc rễ của nền văn minh này, hay là funso là phân tranh. Đấy, hay là gì nhỉ? Số ác cử, những cái ác, những cái xấu xa. No kongen thì sẽ sử dụng cái chữ căn nguyên. Số 3, Hán tự là chữ thổ và chữ đài. Đây là đô đài. Đô đài này có nghĩa là nền tảng hoặc là nền móng, với nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen là cái nền móng mà chúng ta dùng ở trong xây dựng ấy, để chịu lực ở phía trên tải xuống. Còn nghĩa bóng có nghĩa là nền tảng, nền móng của một cái gì đó, đúng nhỉ? Không phải. Số 4 là lập trường, đúng không? Tachiba, chỗ đứng hoặc là vị trí, vân vân. Rất là nhiều cách dịch nhưng mà không đúng trong trường hợp câu số 19 nhé. Câu 20, câu cuối cùng ở trong phần môn đề 4 này. Các bạn thấy là người ta sẽ cho các tính từ. Nakano-san wa aji ni nani nani de chōmiryō ga sukoshi kawatta dake de chigai ga wakaru rashii. Anh chị Nakano này thì gì đó với vị. Đấy. Và chỉ cần gia vị thay đổi một chút thôi là nghe nói nhận ra ngay. Nghe nói là gia vị chỉ cần thay đổi một chút là nhận ra được ngay sự khác biệt. Vậy thì dùng cái từ nào đây? Từ số 1 chúng ta có đây là đọc là kyugeki, có nghĩa là đột ngột, đúng nhỉ? Hoặc là đột biến. Nó thông thường nó diễn tả cái sự biến đổi mang tính chất nhanh chóng. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có là kyugeki na henka, cái sự biến đổi đột ngột đúng không? Hoặc là kyugeki ni sagaru này, tăng giảm vân vân. Sẽ đi với lại cái thằng này nhá, những cái động từ diễn tả sự thay đổi hoặc là danh từ henka không phù hợp trong cái bối cảnh câu này. Từ số 2, kibin. Kibin Hán tự là chữ cơ và chữ mẫn, có nghĩa là nhanh nhẹn, linh hoạt. Đấy, nó diễn tả cái hành động, cái cách xử lý. Thông thường nó sẽ đi kèm với những từ cố định như là kibin ni kodo suru, hành động một cách nhanh nhẹn, linh hoạt này. Hay là kibina, đúng nhỉ? Kibina taiyo này, đối ứng, đối phó một cách nhanh nhẹn, linh hoạt, đúng không? Ugoki này, động tác này, xử lý này, cũng không phù hợp trong cái trường hợp là ajini. Kageki Hán tự là chữ Hán là chữ quá và chữ khích, thì mang nghĩa là quá khích luôn nhé. Đấy, chẳng hạn như là kageki na hatsugen, cái phát ngôn mang tính chất quá khích. Ngoài mang nghĩa là quá khích, nó còn mang nghĩa là quá mức. Chẳng hạn như là kageki na undo,
vận động một cách quá mức cũng không phù hợp. Vậy thì chúng ta thấy chỉ còn bốn thôi. Bình cẩn, bình cẩn là mẫn cảm, nhạy cảm. Đấy, nó diễn tả cái sự nhạy bén về mặt cảm giác. Đúng rồi, thì có a di đúng, đây là bốn này. Thì thông thường ấy, cái thằng bình cẩn nó hay dùng cái dạng thức cố định, đó là n nhị bình cẩn sư rự, có nghĩa là nhạy cảm với n. N đây có thể là nhạy cảm với âm thanh chẳng hạn. Đấy. Nhạy cảm với âm thanh, một chút âm thanh là cũng nghe ra và cũng khó ngủ chẳng hạn, người như vậy. Nhạy cảm với hikari ánh sáng này. Nhạy cảm với kích thích này, shigeki, và đương nhiên sẽ là nhạy cảm với cái vị, đúng không nhỉ? Ngoài ra thì có thể dùng ở dạng thức tính từ đôi na chẳng hạn như là binkan na hada, da nhạy cảm này, đúng không? Người nhạy cảm, vân vân. Đúng phải là bốn nhé. Tiếp theo chúng ta sang môn đây từ đồng nghĩa. Câu số 21. Kono kikai o atsukau ni wa tokubetsu na tekniku ga hitsuyou da. Để vận hành sử dụng cái máy này ấy, thì cần một cái tekniku đặc biệt. À, từ tekniku là kỹ thuật, công nghệ, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải dùng cái từ nào? Số 1 là gijutsu, kỹ thuật, đúng rồi. Số 2 là chishiki, là tri thức, kiến thức này. Không phải. Số 3 là gì đây? Kuhu, là sự kỳ công, công phu. Và số 4 là kunden, cũng không đúng nhá. Đúng ở đây phải là số 1, gijutsu. Câu 2, Aoki-san wa shibaraku damatte utsumuiteita. Anh chị Aoki ấy thì im lặng một lúc và gì đó đây, đúng không nhỉ? Từ này tương đối là khó. Có thể các bạn sẽ thấy lạ bởi vì ở trong Mimikara hay là trong Shinkansen nó không có. Đấy, từ utsumuku này có nghĩa là cúi xuống. Có một số sách đã xếp từ này vào từ vựng của N1 đấy, nên là nhiều bạn sẽ thấy khó là bởi vậy. Thì N2 nó vẫn sẽ cho một số cái từ vựng N1 xuống nhá. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 3, đúng không? Shita o muite có nghĩa là cúi xuống này. Anh chị Aoki này cúi xuống là im một lúc, không phải là nhìn ra xa, nhắm mắt hay là khoanh tay. Câu số 23. Kono inu wa hontou ni riko na inu desu ne. Cái con chó này là một con chó rất là riko. Từ này đọc là riko. Đây. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là khôn ngoan, thông minh, đúng không? Nó dùng giống như là từ kashikoi và đương nhiên là giống atama gai. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là nhi bằng atama gai. Con chó này rất là khôn, rất là thông minh. Không phải là kawaii, không phải là dễ thương, genki na khỏe khoắn hay là kakoi, đẹp ngầu gì đó. Câu 24. Moskoshi. À, các bạn lưu ý cái từ này nhá, có thể người ta sẽ hỏi trong phần cách đọc đấy, từ này không phải đọc là yoshin đâu. Cái này nó sẽ biến ra một chút yojin, chữ tâm đọc là jin. Yojin này có nghĩa là chú ý, để ý. Moskoshi yojin shita ho ga in in janai desu ka, là gì nhỉ? Chẳng phải là cậu nên để ý hơn một chút nữa hay sao? Thì từ nào mang nghĩa là để ý đây? Số 1 là ochitsuita, là bình tĩnh. Không phải, gambatta là cố gắng, yoku kangaeta là suy nghĩ kỹ, kiyotsuketa là chú ý, để ý. Đúng rồi, đúng là 4 này. Câu số 25. Setsumen kudokute sumimasen. Kudoi là dài dòng, vậy thì từ nào đồng nghĩa đây? Xin lỗi bởi vì cái giải thích dài dòng của tôi. Tsumaranakute là chán ngán. Nhiều bạn sẽ nghĩ là dài dòng đồng nghĩa với chán ngán, nhưng mà nó đấy là suy diễn nhá, còn chính xác nó phải là từ khác. Heta de là kém cỏi này, phức giác sự là phức tạp. Shitsukoi là dài dòng, dai dẳng, lê thê. Đúng rồi, đúng đây phải là 4. Tiếp theo chúng ta sang môn đai cuối cùng của phần từ vựng, môn đai 6, môn đai mà nhiều điểm nhất. Từ của chúng ta có đây là chữ bảo và chữ tồn, đúng không nhỉ? Hozon. Đấy. Hozon Hán tự là bảo tồn, nhưng mà nghĩa nó khác biệt so với lại một chút cái cách mà chúng ta dùng trong tiếng Việt. Trong tiếng Việt nếu mà dùng đến chữ bảo tồn ấy, chúng ta hay nghĩ là bảo tồn động thực vật hoang dã, đúng không? Nhưng mà trong tiếng Nhật đấy, nó sẽ từ Hozon ấy không phải mang cái tính chất như vậy.
Nếu mà dùng với nghĩa là bảo tồn động thực vật thì chúng ta phải dùng từ hô hộ các bạn nhé. Hán tự là bảo hộ, có nghĩa là bảo vệ. Đấy. Còn bảo tồn trong tiếng tiếng Nhật ấy, nó mang nghĩa giống từ hô cần, giống từ bảo quản. À. Và nó sẽ dùng để chỉ gì nhỉ? Cái việc chúng ta lưu trữ một cái thứ gì đó ở cái trạng thái sao cho nó giữ nguyên cái tính chất. Đấy. Thì thường nó sẽ dùng diễn tả bảo quản những cái gì? Bảo quản thuốc, đúng không? Bảo quản thực phẩm này, số cơ điều này, lương thực này. Đấy. Bảo quản gì nhỉ? Bảo quản tài sản văn hóa, đúng không nhỉ? Vân vân, nó sẽ đi kèm với từ hozon. Chúng ta xem này. Chô lai no tame ni okane wa hozon shita ho ga ii desu yo. Vì tương lai thì chúng ta nên bảo quản tiền. Chắc chắn là tiền đã dùng từ okane thì chúng ta sẽ không dùng từ bảo quản mà phải dùng từ tame, đúng không nhỉ? Từ rất là quen thuộc, với lại tiền nữa là động từ tameru, có nghĩa là tiết kiệm, tích lũy, tích trữ. Câu số 2. Shokudo ni hayaku tsuita ので後から来る友達の席を保存しておいた。Bởi vì tôi đến nhà ăn trước cho nên là tôi đã giữ cái ghế cho bạn tôi đến sau. Cái này phải là giữ ghế. Vậy thì trường hợp giữ ghế chúng ta dùng từ gì? Giữ ghế các bạn có thể dùng từ tote nhá. Tôi lấy ghế. Đấy, hoặc là tôi kakuho cũng được. Kakuho shite. Mình lấy ghế trước cho bạn mình. Nếu không là sẽ bị người khác họ lấy họ ngồi. Câu số 3 này. Kono shokuhin wa kanarazu reizouko de hozon shite kudasai. Cái thực phẩm này thì nhất định là hãy bảo quản ở trong tủ lạnh. Đúng rồi. Sang bằng hinto là shokuhin và ở trong tủ lạnh. Câu số 4. Yamanobori wa chōjikan no undō na no de taryoku wo hozon shinai to gohan ga taihen da. Leo núi ấy là một cái bài vận động mà rất là tốn thời gian trong thời gian dài. Vì vậy nếu như không bảo tồn thể lực thì cái nửa sau sẽ rất là vất vả. Không phải là bảo tồn thể lực, đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ gì đây nhỉ? Chúng ta phải dùng từ duy trì đấy, easy nhá. Hoặc là gì nhỉ? Ozone cũng có nghĩa là duy trì. Câu số 27. Tính từ đuôi y. Chữ Hán là chữ độn, là nhì bư, đúng nhỉ? Từ này có rất nhiều cách dịch. Đấy, có rất nhiều cách dịch và nhiều nghĩa. Thứ nhất là nó là cùn để diễn tả dao ấy, kéo những cái vật sắc nhọn mà nó mất đi cái tính chất sắc đó thì nó sẽ là cùn, đúng không nhỉ? Cái thứ hai nghĩa là lờ mờ, âm ỉ, dùng cho đau. Itami ga nibui là đau âm ỉ, không phải là đau nhói, không phải là đau rõ ràng. Hay là gì đấy? Hay là atama ga nibui, đầu óc chậm chạp. Ugoki ga nibui là gì nhỉ? Cái động tác nó lờ đờ. Hoặc là nibui akari, nibui hikari, có nghĩa là ánh sáng lờ mờ. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp này. Watashi wa sugaku ga nigate de keisan ga totemo nibui. Tôi bởi vì là kém môn toán cho nên tính toán rất là làm sao đó. À, tính toán phải là tính toán chậm nha. Cái này phải dùng từ osoi chứ không dùng nibui. Câu 2. Kyo wa shigoto ga hima de jikan ga tatsu no ga nibuku kanjirareta. Hôm nay thì ít việc, hôm nay thì việc rảnh cho nên là tôi cảm thấy là thời gian trôi qua nó làm sao nó chậm, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ phải dùng là osoku, thời gian trôi qua nhanh chậm, chúng ta không dùng từ nibui. Câu số 3 này. Kare wa shigoto ga nibui ga sono bun de a sono bun teineda. Anh ta công việc thì làm sao nhỉ? À, công việc thì chậm, đúng không? Cái này phải dùng từ osoi, công việc chậm nhưng bù lại lại rất là cẩn thận. Câu số 4 chúng ta thấy ngay từ hinto là ugoki này, động tác chúng ta chọn đục luôn nhá. Để làm cái bài này ngoài nghĩa thì chúng ta còn phải xem cái từ cố định đi kèm nữa. Tsukarete iru no ka kare wa itsumo yori ugoki ga nibui. Không biết có phải vì đang mệt hay không mà anh ấy cái động tác của anh ấy, cái vận động của anh ấy nó chậm chạp hơn mọi khi. Đúng là 4. Mặc dù một số câu khác có thể dịch là chậm chạp nhưng mà chúng ta sẽ không dùng với bối cảnh là những cái từ chẳng như là kê xăng hay là jikan ga tatsu no hay là shigoto mà phải dùng với lại ugoki, đúng không nhỉ? Tiếp theo,
Câu 28. Hán tự là chữ Nhật và chữ khóa, từ này đọc là gì? Nịch cờ. Nịch cờ nhé các bạn nhé. Từ nịch cờ có nghĩa là cái thói quen hàng ngày, cái việc mà chúng ta quyết định là ngày nào chúng ta cũng sẽ làm. Đấy. Và thông thường nó sẽ có cái dạng thức cố định. Đó là gì? Đó là N O đúng nhỉ? Nika ni suru. Chúng ta coi cái N này là một cái công việc chúng ta cần làm hàng ngày. Chúng ta cùng xem cái nào mang tính chất như thế. Câu 1 này. Sau khi xem cái gì đấy nhỉ? Sau khi xem cái Basuno, à Basuno chắc chắn không dùng từ Nika này được, mà phải dùng từ gì? Liên quan đến xe buýt phải dùng từ Jikokyo đúng không? Bảng giờ xe chạy. Sau khi xem cái bảng giờ xe chạy ở cái điểm dừng xe buýt ấy, đấy, thì sao nhỉ? Thì tôi biết là cái gì nhỉ? Cái giờ cái chuyến tiếp theo nó chạy là 20 phút nữa. Câu số 2 là gì đấy? Hôm nay thì cái doanh thu là trên 10 man và nika ga tase dekita. Cái này chúng ta không dùng nika phải dùng từ mokuyo nhá. Hoàn thành được mục tiêu. Câu 3 này. Cái việc mà phải có mặt ở công ty trước 9 giờ sáng là được quyết định bởi cái gì đó của công ty. Cái này phải là được quyết định bởi cái kỹ số cự đúng không? Cái luật của công ty. Như vậy ở đây chúng ta sẽ còn 4 này. Kenko no tame, mai asa 30 phút tai so suru koto nika ni shiteru. Đây các bạn thấy có đúng dấu hiệu đúng không? Nanani o nika ni suru. Lấy cái phía trước làm cái thói quen hàng ngày, làm cái công việc hàng ngày. Vì sức khỏe ấy thì tôi lấy cái việc mà thể dục thể thao 30 phút mỗi sáng làm cái thói quen hàng ngày đúng nhá. Hiểu không bà? Câu 29. Hán tự là chữ đa và chữ thái. Từ này đọc là ta sai. Ta sai có nghĩa là đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều chủng loại. Đấy. Chúng ta cùng xem câu 1 này. Takahashi wa shosetsuka ya gaka toshite tansai na katsudo o okonatteiru. Ông Takahashi ấy thì đang thực hiện rất là nhiều hoạt động. Rất là nhiều hoạt động đa dạng như là một tiểu thuyết gia và một họa sĩ, đúng rồi. Đúng là một nhá. Rất là nhiều hoạt động với nhiều cái sự thay đổi và màu sắc khác nhau. Hinto là katsudo. Câu 2 này. Konnya wa sora ni hoshi ga tansai ni kagayaite ite totemo kirei desu. Đêm nay ấy, thì sao ở trên bầu trời tỏa sáng và rất là đẹp. Khi đi với động từ kagayaku chúng ta sẽ có cái từ người hay dùng là từ gì nhỉ? Kira kira đúng không? Đấy. Nó lấp lánh, tỏa sáng lấp lánh chứ không dùng từ tansai ni. Câu số 3 này. Bunshou ni aimai na hyogen o tsukau to dokusha ga tansai na đi cái ô sự đà rồ. Nếu như chúng ta sử dụng những cái biểu hiện mang tính chất không rõ ràng ở trong văn chương ấy thì có lẽ là độc giả sẽ có những cái sự lý giải đa dạng. Cái này nếu các bạn chỉ dịch mỗi cái nghĩa thì các bạn thấy là ba cũng có thể đúng với nghĩa đa dạng, nhưng mà ta sai na đi cài thì nó sẽ không phải mang tính chất là nhiều màu sắc đúng không, nhiều chủng loại. Đấy, đối với lại từ đi cài chúng ta phải dùng từ Samazama, Samazama hoặc là từ Iroiro. Câu 4 này. Kimura-san ni wa seikatsu zenpan ni oite dasai ni osewa ni narimashita. Tôi đã được anh chị Kimura giúp đỡ rất nhiều ở trong mọi mặt của cuộc sống. À, khi mà cảm ơn một ai đó thì chúng ta không dùng từ dasai ni osewa ni narimashita, chúng ta sẽ rất là quen thuộc với từ taihen đúng không nhỉ? Taihen osewa ni narimashita hoặc là iroiro. Đấy. Rồi câu cuối cùng của chúng ta. Hán tự là chữ thừa và chữ kế. Thừa là lên xe và kế là tiếp nối đúng nhỉ? Noritsugu. Từ noritsugu có nghĩa là đi nối chuyến. Đấy. Chúng ta đi không phải là một phương tiện từ đầu đến cuối mà chúng ta sẽ chuyển tiếp. Chúng ta xuống phương tiện này, chúng ta lên phương tiện khác để chúng ta đi.
Vậy bạn, các bạn xem cái từ nào mang nghĩa như vậy, cái câu nào mang nghĩa như thế nhá. Câu 1 này. Inemuri oshite oriru tsumori datta eki o noritsuide shimatta. Tôi ngủ quên và tôi đã đi nối chuyến cái ga mà tôi định xuống, không phải. Cái này ngủ quên và tôi đi quá đúng không? Cái này phải dùng từ nori sugoshite. Này, từ này có nghĩa là đi quá cái điểm mà mình định xuống. Câu số 2 này. Tsukareta no de tomodachi ni unten o noritsuide moratta. Bởi vì tôi mệt cho nên là chúng ta thấy là tomodachi ni unten, vậy thì chắc chắn chúng ta đoán là tôi được bạn tôi lái xe hộ tôi, thay tôi. Thì lái xe thay không thể dùng từ noritsugu này được, mà lái xe thay chúng ta phải dùng từ kotai nhá. Đây, chữ này hoặc là chữ kawatte cũng được. Bạn tôi lái xe thay tôi nghỉ một lúc bạn tôi lái, sau đấy là nếu mà bạn mệt thì tôi lại lái, cứ vậy dùng cái từ này. Câu số 3 này. Basu to densha o noritsuide yatto mokutekichi ni tsuita. Tôi đi nối chuyến xe buýt và tàu điện và cuối cùng đến được đích đến, đúng rồi. Có hai phương tiện đúng không? Đầu tiên là đi xe buýt, sau đó là xuống xe buýt đi sang tàu điện và đến được điểm đến này, chính xác. Hint tổ của chúng ta sẽ là Basu to densha. Câu số 4. Asawa takusan no hito ga densha o noritsugu no de doa no chikaku ni tateru to taihen da. Buổi sáng ấy, bởi vì rất nhiều người đi nối chuyến tàu điện, chỉ có một phương tiện thì chúng ta không dùng từ noritsugu. Cái này các bạn phải dùng từ gì? Các bạn có thể dùng từ ninoru đúng không nhỉ? Đi tàu điện này hoặc là o yosuru sử dụng tàu điện. Cho nên là nếu mà ai đứng ở gần cửa sẽ rất là vất vả, rất là khó. Đó thì đây là cái phần chữa đề của chúng ta. Các bạn hãy ghi nhớ kỹ. Đặc biệt là mình đã chữa rất là kỹ, không phải là chỉ đưa ra mỗi đáp án mà phân tích kỹ cũng như là giải thích thêm các phương án còn lại. Bởi vì có thể người ta sẽ hỏi lại ở trong các cái đề thi tiếp theo. Các bạn hãy xem thật kỹ để lưu tâm nhé. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới của phần chữa đề GPT.